Cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào đến toàn thể mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0344341710, số điện thoại có sử dụng Zalo, Facebook nha mọi người. Hôm nay em về được một cái lô máy phân xích, thì trong đây bao gồm có 6 cây, về được mười mấy cây ấy. Rồi em lấy 6 cây ra để rửa và lên hình cho mọi người xem. Sau đó còn mấy cây kia thì em quay tiếp ha. Đây có nhiều con, nhiều con máy đẹp lắm. Thì mọi người xem qua nhé. Số điện thoại thì Zalo thì mọi người mua hàng liên hệ vào cho em nhé. Đây, con này là con Magita này. Magita tiếp tục. Mấy con này đẹp lắm mọi người. Con này có trình lực nha. Magita M333T. Magita này thì bao gồm có 2 cây nha. Đây một cây này. Hai cây này ngang ngửa nhau. Mê xe quá mà không có tiền mua xe. Hai con Magita tay cục nhé. Rồi bên đây là có con tàu bãi. Con này hàng bãi Trung Quốc xuất nhật và còn mới tinh luôn nha. Con này 1,5 triệu nha mọi người. Con này 1,5 triệu ha. Mới đó, mới tinh luôn. Đây còn nóng áo còn làm xích rồi mọi người biết rồi. Làm kiết rồi. Vừa rửa sơ bên ngoài, bên trong còn đất chưa rửa nữa. Cho nổ, xin gỡ ra nổ xong rồi rửa hết lại ha. Rồi, bên này có con Silwa này. Silwa này 1035m nè, 2035m. Máy cực kỳ máy riêng chuẩn của Nhật Bản luôn. Đây, con Hitachi nè. Này Hitachi CS35EC nè. Máy móc đẹp. Đẹp nha. Mấy con này em chưa cho nổ con nào hết. Có con này còn sang nổ nè. Mấy con này thì không biết là còn sang hay không. Cũng chưa có cho nổ nè. Con này này con này thì còn sang nè. Đấy con này em bơm lên sang là có khả năng là còn ok nổ nè. Con này không biết sao. Rồi con này cũng lên sang luôn nè. Đó, con này lên sang. Mấy con mà bơm lên sang á thì đa số là nó con này chỉ có coi sơ qua thôi. Chỗ này chắc hết xăng. Đấy. Rồi. Bên 5 con này. Con này con thứ 6 này. Con này Echo 4000 ha. Là nó đề 400 thôi mà nó 4000 ha. Con này mua gần 40cc. Làm rất đẹp nha. Rồi. Lô này 6 con thì mọi người ưng ý con nào thì gọi điện cho em ha để lấy ha. Thì số điện thoại là 0344341710 nha mọi người. Có sử dụng Zalo ha. Đấy mọi người gọi điện thoại trực tiếp nhắn tin qua Zalo giúp em nha. Rất đẹp luôn.